Ơi, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em có về là 6 phôi mai vàng và một cây phát tài quý vị ơi, cây phát tài khủng. Đây. Bây giờ mình vô mình gặp cà na luôn cô chú ơi. Rồi, chào cà na. Chào cô chú anh chị ạ. Đã hôm nay đã có 6 phôi mai vàng. Dạ. Cây phát tài. Dạ. Rồi, trên màn quay là hiện tại là một phôi mai vàng ha. Dạ. Rồi, mình tính là cây số 1 luôn ha na. Cây số 1. Rồi, quay một vòng mẫu đế cho quý vị xem luôn đây. Dính đất hay vậy? Rồi quay đây này. Rồi, đế còn giữ ha. Cây này nói chung là chia ăn khách hàng. Giá mềm luôn. Hai cây đầu tiên là giá mềm nghe cô chú. Rồi quay vòng nữa cái mình đo luôn nay. Quay nè, quay vòng nữa đo luôn đây. Rồi. Rồi cho số đo nay. Này là 29. Rồi 29. Rồi cao luôn đây. Cao nó là 39. 39. Rất lùng lực ha, kính mặt bầu luôn. Đây là 44. 44. Rồi. Rồi cái này là chiều gửi nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, chiều gửi là chung với cây này luôn nha. Hai cây chiều gửi nha cô chú. Rồi bỏ cây số 1 vô đi xuống đi này. Là hai cây 1,5 triệu chứ không phải là cây này không 1,5 triệu nha cô chú. Cây số 1 chứ cây số 2 là 1,5 triệu. Rồi lên tiếp. Rồi cây số 2 đã lên bàn quay, quay vòng đi này. Hai cây trà bá lửa luôn mà bán 1,5 triệu quý vị ơi. Rất là già luôn. Rồi ôm hai tay vô hai thân cái nè. Đó, hai cây hoành bên lớn nữa đó. Rồi cho số đo đi nay. Quay vòng nữa cho số đo nay. Để bỏ đều hết trơn tứ diện ha. Rồi. Cho số đo nay. Cây rất là già. Cây này bán giá mềm mềm về cho cô chú anh chị mình tập chơi. Này là 44. Rồi hoành thân hai cây là 44. Rồi xích xuống đây này. Tại vì cây đó cây này hở mà cân đo cao quá nó. Cái số đo nó lớn quá. À cũng 44 của chú ơi. 44. Chân chỗ này 44. Rồi đo một thân đó. Hai thân này. Cái này là 50. Chiều cao bên cây bên đây 50. Rồi cây kia. Cây bên đây là 73. 73. Rồi. Rồi cưng đo mỗi cây á. Đo hoành á hả? Đo hoành mỗi cây á. Đo riêng ra vậy đó. Này là 23. Lấy cây thước nha. Cây thước. Rồi 23. Rồi cây bên kia. Nhìn nó ngoại sát nó to lắm cô chú. Cái này là 24. 23, 24. Đó, nhìn hai cây nó hồi đó là không biết người ta trồng một cây á hai cây không biết luôn, nó bự lắm. Thứ hai mình tài về, mà mình về mình cắt ra làm hai, mình chơi hai cây không biết mà cắt ra làm hai thì mất đế uổng lắm. Rồi cho số đo. Số đo rồi. Ủa cái đường kính mặt bao? Đường kính mặt bao là 51. 51. Ừ nha, trời, cây này phải trồng chậu 6, chậu 7 mới được nha. Rồi là cho giá. Ủa cho giá rồi mà. Hai cây 1,5 triệu. Cây số 1 với số 2. Ờ cây số 1, cây số 2 là 1,5 triệu. Rồi xuống cây đổi cây số 3. Rồi tới cây số 3 là cây phát tài cô chú ơi. Cây phát tài khủng nha. Đó, nó to quá không lên bằng quay nổi cô chú ơi. 4 người mà không lên bằng quay nổi đó.
đế nó thì cũng như là sắp sẵn luôn vậy đó cô chú. Cây này thì khi mình mua thì hỏi chủ nhà là bao nhiêu năm, mà chủ nhà nói là hơn một đời người đó, 70 năm. Đó. Thật khừ một cục luôn. Thật khừ một cục luôn nè cô chú. Nhìn nói chung là nó đẹp lắm, mình chừa một nhánh lên nè. Đó. À. Rồi mặt bên kia luôn. Rồi cho số đo này. Qua đây này dễ đo này. Qua đây mình đo dễ đo này. Cao luôn ai. Cao tới đó thôi. Tại vì khi mình xếp thì mình phải cắt cái kia bỏ rồi. Chiều cao nó là 71. Đóng từ mặt bầu lên là 71 nha. Rồi xin giá cái phát tài luôn ai. Dạ cây này là 6,5 triệu bao ship toàn quốc rồi cô chú anh chị ạ. Rồi 6,5 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. Là cây phát tài là cây số 3. Rồi là chuẩn bị lên cây số 4. Rồi cây số 4 đã lên bằng quay rồi cô chú ơi. Rồi quay đi nó ơi. Quá trời cái màu nó to rồi cô chú ơi. Cây này lùng lực ha. Để cây nào cái nấy để giữ giữ không à. Nó xây cuộn như đó cô chú. Cây này bự ở ngoài sát nó bự dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Đế nó xây cuộn hai lớp ở dưới, lớp trên lớp xuống ở dưới nè. Bên đây nè có con đế nè, bên có con đế sao nó mọc ra đây rồi sao nó đánh ngược lại đây, mọc ra đánh ngược lại nè. Nó đế đầy đủ hết trơn ha, nè nó xây cuộn trong đây nè. Cuộn ở dưới này dữ lắm đấy. Rồi ra thông số đi nay, cây này có bể sầu ngay đây luôn nghe cô chú. Cây này là 31. Rồi quanh 31 cao luôn nay. Cao nó là 52. Cao 52. Rồi đường kính mặt bầu luôn, này đường kính mặt bầu bự nha. Này phải chơi chậu lớn mới trồng được cái này nha. 63. Đó, kính mặt bầu tới 63, phải trồng chậu 7, chậu 8 mới được cây cô chú. Rồi, quan vòng nữa cho giá cây số 4 này. Rồi, cho giá cây số 4. Cây số 4 này là 2 triệu bao ship toàn quốc à cô chú anh chị. Rồi, trà bá lửa 2 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Rồi, chuẩn bị lên cây số 5. Rồi cây số 5 đó lên bằng quay, quay vòng đi nè ơi. Gió hoài luôn. Quá gió à. Rồi tiến lại gần bộ đế nè, bộ đế cây này mới khủng nè cô chú. Nó xây cuộn ở dưới nè cô chú ơi. Quay tiếp đi nè. Đế này dữ dằn lắm nha. 2-3 lớp đế dưới á. Xe cuộn đế nè. Nằm cuộn dưới này nè. Hồi này hồi đó người ta trồng trong cái miếng lưới á. Ta túm miếng lưới lại cái nó xe cuộn nằm trong miếng lưới nó như mà để lưu vậy cô chú nè. Lưới cái dòng lưới nó còn nè. Ha, nè. Đế nó cuộn dưới này 2-3 lớp dưới này nè. Đế lực bự cho bá không dưới. Cây này xù luôn ha. Có bể xù. Đang chảy xù nè. Rồi. Cây này nó già dữ lắm, già luôn.
thông số đi. Rồi, chờ thông số này. Để dữ lắm luôn nè. Sạt ở dưới. Quần thân đây này. Cái này là 28. 28. Cái cũ rồi nè, thử cái cũ coi nè. Cũ dữ lắm, cũ nè. Cũ nó là 3 mấy. 54. 34. Cao luôn. Cao nó là 58. 58, cái thân nó lắc hay quá ha. Đường kích mặt bầu nó là 60. 60. Đó, rồi xây một vòng bộ đế cái nữa mình cho giá luôn đây. Rồi. Quá trời cái đế luôn. Thư viện không thiếu một lỗ nào luôn ha. Rồi cho giá cây số 5 nay. Cây số 5 là 2 triệu bao ship toàn quốc à cô chú anh chị ơi. Rồi 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi lên cây số 6 nay. Rồi cây số 6 đã lên bàn quay rồi cô chú ơi. Đó, cây số 6 ha. Lấy sổ giữ ha. Đây cành đều gan luôn. Cây này về rất là mau chơi. Cây này hôm qua mình có quay rồi nhưng mà chú kia ổng chốt rồi xong rồi chú hình như chú bận công tác gì đó không có nhận được thì chú kêu bán lại đi rồi khi nào mà có dịp nào thì chú sẽ ủng hộ. Thì hôm qua là mình bán là 3,5 triệu đó cô chú. Hôm nay thì mình có thể giảm giá luôn. Giảm giá còn 3 triệu. Cây này á là hôm qua có người mấy người bình luận là nó mục này. Này nó có một cái vỏ ngoài thôi nghe cô chú. Còn ở trong là không có bị gì chứ nha. Chung là ở trong là ok nè. Không có mục nha. Này nó mục ngoài nè, có thể đục cái mình tha keo lại hết. Chung là cây này ok. Nè, mấy cái chỗ này nó bị hồi đó bị người ta chặt á. Cái nó bị nhừ nhừ nè, đục lại cái mình tha keo là ok. Này là chỗ này vậy người ta cũng chặt cái nhánh này nè. Thì mình đục cái mình tha keo là ok đó. Nó xù xù nó chảy xuống nè. Rồi quay vòng bộ đế đi nay. Bộ đế này sổ dữ nha. Nó có hư cái này hồi đó người ta chặt đó cô chú. Chủ nhà người ta không biết người ta bằng cỏ hay là gì người ta chặt chúng. Cây này nhìn ở ngoài nó đã lắm cô chú ơi. Nhìn cái thân nó lắc nhẹ cái nó lên tay cành đều gan ha. Đế nó cũng dữ luôn. Rồi cho thông số này, cho thông số lại này. Đo cao trên cân. Cái này là 25. 25. Cao luôn này. Cao nó là 94. Rồi. Đế sổ luôn này. Đế sổ này hơn gan ạ. Sổ dữ nè. 34. 34. Rồi. Là cây này là hôm qua là mình giảm giá 500 là còn 3 triệu nha cô chú. Rồi. Tới cây cuối cùng. Rồi cây cuối cùng. Là cây số 7. Rồi quay đi nay. Nói chung là mỗi lần mà mình quay cây lại là mình có thể cái cây nào mà bị bể xô là có thể quay lại mình giảm giá một cây chỉ là 500 nha cô chú. Ví dụ như ngày mai mà lỡ có bể xô nữa là mỗi lần quay vậy là giảm 500 đó. Giảm nào mà khi nào mà cô chú anh chị nào mà có thể là mình tặng luôn cũng được đó. Giảm tới khi mình tặng luôn đó. Cây này bộ đế giữ nha. Đế này đế như đế thú vậy đó cô chú. Nè, hai cái bì giò nó móc càng trước nè. Cái này nó ôm cục đá nữa nè. Nó ôm cục đá không lấy ra được luôn. Đế nè, đế bỏ đều gan hết trơn ha. Cây rất là dài. Này người ta cũng trồng trong miếng lưới nè. Chung một chủ. Ta trồng mấy cây trong miếng lưới vậy nè. Nó còn nằm trong miếng lưới nè. Nó xây cuộn cái rễ nằm dưới. Xây cuộn dưới á. Nè, nó cuộn ở dưới. Cây một thân một cốt, tay cành cũng đều gan ha.
Cây này rất là mau chơi. Rồi đó chiều cao luôn anh ơi. Cho thông số luôn. Chiều cao này là 83. Rồi 83. Rồi hoành thân luôn. Đó cao trên anh ơi. Hoành thân này là 25. 25. Đó cao trên không nghe cô chú. Nếu đo đúng chuẩn nó là cỡ 30 á. Đường kính mặt bầu là 52. Rồi, cho giá cây cuối cùng luôn nay. Cây này là 1,5 triệu bao ship tổng quá à, cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi à, chào cô chú anh chị luôn. Nếu mà em có nói hay gì á thì cho em xin một cái kênh với đăng ký ạ. À. Một cái đăng ký với một like ha. Dạ. Rồi, cho xin số điện thoại với địa chỉ luôn nay. Số điện thoại là 0988 ạ. À. 0899. À, 0899 561 167. Rồi. Rồi địa chỉ luôn. Chợ gì? Chợ Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang, huyện U Minh Thượng. Rồi, chợ Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang, huyện U Minh Thượng. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi bye bye quý vị đi Cana ơi. Bye bye. Rồi Cana lúc này hất tóc lên đẹp trai lắm nha. Rồi bye bye Na ơi.